Chào tất cả bà con Việt Kiều đang sinh sống và làm việc tại Ba Lan. Tôi rất vui và cảm thấy rất hạnh phúc khi được mọi người tin tưởng tôi và mời tôi sang đây để giúp đỡ cộng đồng người Việt cũng như người nước ngoài. Anh Robert đã phải suốt 27 năm ngồi trên xe lăn, nhưng qua một vài lần tác động của cô phú và như chúng ta thấy, anh Robert đã đi lại được. Cho con một tràng vỗ tay. Cô đã cử động được rồi ạ. Cô chỉ đến đi dịnh dặn như này. Đấy các bác thấy chưa ạ? Cô chẳng vỗ tay. Dù là bà Lena này không nói gì cả, nhưng mà ông Vũ đã phát hiện ra là bà Lena này không nói gì với cô Vũ, nhưng mà cô Vũ đã khẳng định ngay là bị đau cuộc sống sinh lý sản ba chỗ khác nhau. Và cô Vũ đã khẳng định là tức cô Vũ không được báo trước mà phát hiện ra là bệnh nhân này có một cái u ở trong bụng. Và cái u đó là đúng với sự thật, là cô Phú khẳng định là có cái u, mặc dù không phải siêu âm cũng không có kết quả USG gì cả, hoặc là rentgen, mà đã phát hiện ra cái vật. Không thể thực hiện này đâu, hôm nay ông này khóc. Cô Phú đang chữa cho cái chỗ mà ban đêm ông nằm ngủ hay bị đau mà không ngủ được. Pani Phú jest super, czuję się rewelacyjnie, bo nic mnie nie boli. Ja chyba bym bała,
Bây giờ ông cảm thấy trong người rất là dễ chịu, thoải mái, không một tí đâu. Đưa tay một chút cơ. Chỗ nào ông cảm thấy nhẹ nhàng, thoải mái thế chị. Nhưng bao nhiêu chào thôi, bao nhiêu. Xong kia cảm lời, gửi lời cảm ơn. Thích chào tôi gì có vắt. Vì giám đốc bệnh viện, tất cả mà anh chị em nhân viên bệnh viện. Kính gửi bà Phạm Thị Phú, nhà văn hóa Việt Nam Thăng Long. Thay mặt toàn thể cộng đồng ngôi nhà giúp đỡ xã hội tại phố Presviotne, tôi chân thành bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với bà về việc đến thăm chúng tôi. Sự có mặt của bà giữa các người khuyết tật không may trong cuộc sống đã đem lại cho họ những nụ cười, những tia nắng mặt trời và cái ấm tình người Việt Nam. Khả năng điều luyện truyền năng lượng của bà có sức mạnh chưa từng thấy đã giúp đỡ một cách rõ rệt cho những người mà bà đã truyền năng lượng. Một trong những người của chúng tôi là Robert, đã đi lại tốt hơn nhiều, không cần nặng, cũng cần phải nhắc đến hiệu quả tốt đối với những người khác mà bà đã giúp ngay trong lúc này, trong đó có tôi là người đã ký vào lá thư này. Thật là kỳ diệu, việc chẩn đoán bệnh của bà chỉ qua các cuộc nói chuyện bình thường, sự chẩn đoán bệnh chính xác đến 100%, tất cả những người được bà chữa đều cảm thấy rõ rệt, khỏe lên. Tôi hy vọng rằng bà sẽ thường xuyên có mặt trong căn nhà của chúng tôi. Tôi cũng nghĩ rằng chúng ta sẽ tiếp tục cộng tác và gửi tới bà lời chào trân trọng. Kính thư Giám đốc Andrzej Winarski. Cảm tưởng của những người được cô Phú tác động năng lượng trong thời gian cô làm việc tại Cộng hòa Ba Lan. Warsawa ngày 21 tháng 5 năm 2007, cô Phú nhà ngoại cảm, đức độ của nhân dân. Mong cô Phú mãi mãi giữ được tâm đức trong sáng, luôn có sức khỏe dồi dào để đem lại niềm vui và hạnh phúc cho các bệnh nhân. Cô Phú thực sự để lại những ấn tượng và tình cảm tốt đẹp đối với đồng bào mình xa xứ ở Ba Lan. Bác Hiền, Hội trưởng Hội Những Người Việt Nam tại Ba Lan yêu đạo. Xin cảm ơn nhà văn hóa Thăng Long, Hội Người Việt Nam tại Ba Lan đoàn kết và hữu nghị đã làm nên một việc vô cùng hữu ích mang tính nhân bản cao. Không những giúp cộng đồng mà còn chứng minh cho thế giới thấy là Việt Nam có nhà ngoại cảm ngang tầm thời đại. Cảm ơn cô. Alo.